Chạy. Bạn tên gì? Thái Quân. Hôm nay là thứ mấy? Chủ nhật. Ngày mấy? 7 tháng 5. Năm mấy? 2017. Thái đi đang làm gì? Ăn. Ngày hôm nay Thái đi đang làm gì? Có mặt ở đây để làm chi? Để quay quảng cáo mì Thái Tổ. Có đây không? Thái đi ăn cơm chưa mà ăn bánh á? Hôm nay Harry chỉ có ăn đúng buổi sáng, đi chiếu, cơm tấm sườn. Còn ngoài ra thì không có ăn được gì luôn. Harry đã làm việc bao nhiêu tiếng rồi? 14 giờ sáng tới vậy. Bây giờ là mấy giờ? Ai biết. Hiện tại bây giờ Harry mong muốn nhất bây giờ là làm cái gì? Đi về ngủ. Không tắm hả? Chị ở dơ dữ vậy chị, mấy cái đó là cô bạn nhất. À, phải tắm xong rồi mới ngủ đúng không? Hả? Ok, cảm ơn Harry. Hôm nay cũng đói quá à. Vậy là tắm ăn rồi mới ngủ hay là ngủ tắm, rồi ăn xong tắm? Rồi tắm rồi thì để ngủ. À, không biết là không biết ăn được cái gì không? Biết chừng nào xong rồi. Nhưng mà chị nghĩ là đang ăn kiêng thì ăn hai cái bánh phô mai vậy là đủ rồi chứ. Em đang ăn 6 viên sô cô la em rồi. Thêm bây giờ thêm 2 bịch bánh, 3 bịch bánh phô mai nữa. Mà phô mai dày như vậy thì chị nghĩ là đã đủ calorie rồi. Nhưng em ăn có 2 bịch à? Chị thì như em ăn 9 viên phô sô-cô-la từ sáng đến giờ. Cho nên là lát về tắm ngủ luôn đi. Chào tạm biệt các bạn đi. Các bạn đang nhìn em nè. Xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Chủ nhật vui vẻ. Chủ nhật vui vẻ. Bye bye, tạm biệt. Vui lắm hả? Chào tạm biệt các bạn.